chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Cà Phê Tết, một chương trình lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp cho công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Và như thường lệ, mời quý vị hãy cùng điểm qua một vài những thông tin công nghệ đáng chú ý trong tuần vừa qua. FPT Software được vinh danh tại giải thưởng Stevie Award. FPT Software vinh dự được vinh danh tại giải thưởng Stevie Award, giải thưởng hàng đầu thế giới tôn vinh những thành tựu của doanh nghiệp tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong cuộc chiến chống Covid-19 nhờ vào giải pháp công nghệ sáng tạo và hoạt động cộng đồng. Cụ thể, ở hạng mục ứng phó với Covid-19, đóng góp giá trị nhất của doanh nghiệp cho cộng đồng, FPT Software được trao tặng giải vàng ở hạng mục đổi mới trong phát triển và thiết kế sản phẩm, giành giải bạc cho giải pháp FPT Cloud Suite, bộ giải pháp quản lý multi-cloud, và giành giải đồng ở hạng mục đổi mới trong công nghệ với giải pháp AKAT, kiểm thử tự động toàn diện đa nền tảng. Tính từ năm 2020 đến nay, FPT Software đã 11 lần được Stevie Award vinh danh ở nhiều hạng mục. Microsoft Edge đã vượt qua Safari của Apple để trở thành trình duyệt máy tính phổ biến thứ hai trên thế giới dựa vào dữ liệu được cung cấp bởi StatCulture. Là trình duyệt mặc định trên Windows 11, sự phổ biến của Edge đã tăng lên trong những tháng gần đây. Theo dữ liệu, Microsoft Edge hiện được sử dụng trên 10,07% máy tính trên toàn thế giới, cao hơn 0,46% so với Safari với mức 9,61%. Tuy nhiên, vị trí thứ 3 của Safari có lẽ sẽ không bị đe dọa bởi Firefox trong thời gian tới vì thị phần của trình duyệt này đang có xu hướng giảm. Thế nhưng, Microsoft Edge vẫn sẽ bị Google Chrome bỏ rất xa. Realme 9 4G sẽ chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam trong tháng 5. Hãng điện thoại Realme sẽ cho ra mắt một sản phẩm mới trong bộ sưu tập của dòng Number Series. Với mặt lưng có 3 màu, trắng, đen và vàng, sử dụng tấm nền 6.5 inch AMOLED 90Hz. Đảm bảo trải nghiệm mượt mà cho người dùng, kể cả khi người dùng đang chơi game hay xem phim. Realme 9 4G có 3 cụm camera với camera chính 108MP, được hỗ trợ bởi cảm biến hình ảnh ISOCELL HM6 của Samsung, một ống kính siêu rộng và một ống kính macro. Realme 9 4G sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam vào ngày 10 tháng 5 sắp tới, cùng thời điểm sản phẩm AIoT của hãng là Buds Q2S tai nghe thông minh được các game thủ ưu ái bởi độ trễ cực thấp cũng được tung ra thị trường. Việt Nam trở thành nơi sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung. Trong bối cảnh dịch Covid-19, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện vẫn tăng do nhu cầu tiêu dùng gia tăng vì đây là nhóm hàng phục vụ thông tin liên lạc cũng như phương tiện làm việc khi các nước thực hiện chính sách giãn cách xã hội. Theo báo cáo, hiện nay, Việt Nam trở thành nơi sản xuất điện thoại lớn nhất của Samsung, chiếm tới 60% tổng lượng điện thoại bán ra của tập đoàn này trên toàn cầu. Bên cạnh đó, xuất khẩu điện thoại và linh kiện gặp một số khó khăn do vấn đề về chuỗi cung ứng, đặc biệt là tình trạng thiếu chip bán dẫn trên toàn cầu bởi tác động tiêu cực của dịch bệnh đã ảnh hưởng đến sản xuất nhóm hàng điện thoại nói chung và các mặt hàng có sử dụng chip nói riêng. Poco vươn tầm với phiên bản Poco F4 GT cao cấp. Cụ thể, Poco sẽ chính thức ra mắt dòng Poco F4 GT vào ngày 4 tháng 5. Theo đại diện của Poco, với 3 màu là đen, bạc và vàng, sử dụng tấm nền 6.67 inch AMOLED 120Hz, mang đến màu sắc hiển thị trung thực dù là đang chơi game hay trình chiếu trực tiếp, Poco F4 GT có thể sạc đầy chỉ trong vòng 27 phút. Ngoài ra, YouTube Premium cũng sẽ được cài đặt sẵn trên Poco F4 GT. Khách hàng có thể sử dụng YouTube Premium miễn phí tối đa trong 2 tháng. Thưa quý vị, và để tiếp nối chương trình thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cà phê khách mời và để xem khách mời ngày hôm nay của chúng ta sẽ mang đến những câu chuyện, những xu hướng công nghệ nào mới mẻ nhé. Ngày nay, các thiết bị công nghệ đang phát triển rất mạnh mẽ để phục vụ cho nhu cầu đời sống. Cùng với nhu cầu trải nghiệm ngày càng nâng cao của người dùng, thiết bị trình chiếu cũng dần trở thành trợ thủ đắc lực để hỗ trợ con người. Máy chiếu không còn chỉ để dành cho môi trường giảng dạy, hội nghị, mà xu hướng sử dụng máy chiếu đang dần phổ biến nhiều hơn trong các hoạt động, sinh hoạt, dã ngoại bởi vì sự tiện lợi khi di chuyển, trải nghiệm nghe nhìn với kích thước màn hình lớn hơn cũng như có thể thưởng thức chung với nhiều người. Quý vị, cùng với tinh thần hướng đến một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề xu hướng nghe nhìn trong thời đại mới. Và để tìm hiểu về chủ đề này thì mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ ông Paul Thien, giám đốc marketing của HME Việt Nam. Vâng, xin chào ông ạ.
Hello everyone, hello Nhi. Dạ vâng, với câu hỏi đầu tiên thì chắc hẳn là ngày nay chúng ta thấy rằng là những thiết bị trình chiếu đang ngày càng được nâng cấp và có ngày càng nhiều những cái thương hiệu đã nhắm đến về thị trường này. Vậy thì xin ông hãy chia sẻ một chút về những điểm nổi bật giữa một chiếc máy chiếu với một số những thiết bị nghe nhìn truyền thống ạ. Yes, thực sự thì cũng có vài điểm khác biệt giữa máy chiếu và TV cũng như các thiết bị khác. Đầu tiên phải nói về kích thước và trọng lượng. Khác với những chiếc TV ở nhà của các bạn, nếu như các bạn muốn di chuyển chiếc TV của mình đến một vị trí khác, các bạn phải gặp rất nhiều vấn đề vì TV rất nặng và cồng kềnh. Ngược lại, chiếc máy chiếu của Xkimi chúng tôi thì có thiết kế nhỏ và nhẹ hơn. Các bạn có thể dễ dàng di chuyển và đặt để ở bất kỳ nơi nào mà mọi người mong muốn. Và một điều quan trọng hơn là máy chiếu có thể chiếu lên đến 300 inch. Yếu tố thứ hai là về giá cả. Khi mọi người mua TV thì giá của nó có thể lên đến, tôi đoán là giá có thể hơn cả 100 triệu. Nhưng giá của Xkimi thì sẽ rẻ hơn 40-50% so với TV thông thường, mà vẫn cho phép các bạn thưởng thức các chương trình TV với kích thước màn hình thậm chí to hơn. Dạ vâng, đối với thiết bị máy chiếu thì ngoài những tính năng nghe nhìn thông thường được nâng cấp thì ngày nay họ còn bổ sung thêm rất nhiều những tính năng thông minh. Vậy thì với riêng Xkimi thì đâu là những tính năng nổi bật để có thể cạnh tranh được với các đối thủ khác trên thị trường ạ? Chiếc máy chiếu của Xkimi có những tính năng đặc biệt sau. Đầu tiên là tính năng tự động lấy nét. Thứ hai là tính năng tự động hiệu chỉnh, cân bằng hình ảnh. Có nghĩa là nếu bạn di chuyển máy chiếu đến một góc độ khác thì máy chiếu sẽ tự động cân chỉnh góc chiếu để hình ảnh khi hiện ra sẽ chính xác trên màn chiếu. Thứ ba là máy chiếu Xkimi được trang bị AI đa ngôn ngữ. Mọi người có thể sử dụng tiếng Việt để điều khiển máy chiếu Xkimi này. Dạ vâng, ý nhận thấy là với việc ứng dụng AI vào việc nâng cấp cũng như tối ưu hóa nhận diện giọng nói để mà có thể điều khiển máy chiếu là một điểm mà Xkimi đang cố gắng để có thể bước vào thị trường Việt Nam. Tuy nhiên thì chúng ta phải nhìn nhận rõ rằng là với Xkimi, một thương hiệu còn khá là lạ tai đối với thị trường Việt Nam, nhưng mà với thị trường toàn cầu thì cũng đã là một thương hiệu rất là phổ biến rồi. Vậy thì đâu là điểm khó nhất khi mà sản phẩm của Xkimi cũng như là thương hiệu Xkimi vào đến thị trường Việt Nam? Đầu tiên, khi mà chúng tôi mang máy chiếu Xkimi đến thị trường Việt Nam, chúng tôi liên kết với một số nhà phân phối để có thể mang Xkimi tới nhiều người dùng hơn. Bởi vì máy chiếu Xkimi được ra đời để phục vụ nhu cầu giải trí tại gia. Lý do đơn giản duy nhất, mục tiêu của Xkimi là thay thế những chiếc TV thông thường ở nhà. Vậy thì với câu hỏi cuối cùng mà sắp đến đây thì Xkimi sẽ có những kế hoạch phát triển nào cũng như là những định hướng phát triển nào để có thể mang sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu dùng tại Việt Nam ạ? Chúng tôi phải nghiên cứu trước khi đem Xkimi đến thị trường Việt Nam. Thị trường Việt Nam hiện tại đang có hơn 30 triệu hộ gia đình. Đây là một trong những thị trường tiềm năng mà chúng tôi đang hướng tới. Đó là lý do chúng tôi xây dựng cơ sở nghiên cứu để phát triển công nghệ máy chiếu Xkimi. Ví dụ, máy chiếu Xkimi có thể thực hiện điều khiển cảm biến cơ thể con người, nâng cấp ánh sáng và bóng đèn LED, sử dụng công nghệ laser, máy chiếu tiêu cự siêu ngắn, cải tiến công nghệ và kiểm soát chi phí. Từ đó mọi người đều có thể thưởng thức những sản phẩm chất lượng đến từ Xkimi. Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều về những chia sẻ trong ngày hôm nay. Rõ ràng là sau chia sẻ của ông thì chúng ta nhận thấy được là xu hướng nghe nhìn ngày nay cũng như là trải nghiệm của người tiêu dùng của chúng ta sẽ ngày càng được nâng cấp, và đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Vâng, cảm ơn ông đã dành thời gian trong buổi trò chuyện cho CafeTech ngày hôm nay, và chúc cho ông sẽ có được sức khỏe cũng như là Xkimi sẽ đến gần hơn được với người tiêu dùng Việt Nam như định hướng của chính thương hiệu ạ. Dạ vâng, và để tiếp nối chương trình thì mời quý vị hãy cùng theo chân reviewer Thùy Linh đến với chuyên mục cà phê trải nghiệm. Hello mọi người, hiện tại Thùy Linh đang có mặt tại buổi ra mắt chính thức của Oppo Find X5 Pro tại thị trường Việt Nam. Và như đã tiết lộ từ trước thì em này được Oppo trang bị hẳn một em chip riêng dành cho cụm camera luôn, đó chính là em Mary Silicon X. Và bây giờ hãy cùng Linh vào bên trong để xem là cụm camera của Oppo Find X5 Pro có đỉnh như lời đồn không nhé. Với sự kiện ra mắt tân binh Oppo Find X5 Pro, Oppo đã dành hẳn một khu vực trải nghiệm cho người tham dự. Nổi bật hơn cả là nhiều tín đồ Oppo đã hứng thú sưu tập và mang theo đến sự kiện chia sẻ cùng nhau các đời điện thoại dòng Find qua nhiều năm khác nhau. Từ Find 7 ra mắt vào năm 2014 cho đến Find X5 Pro được ra mắt trong sự kiện. Anh là người đã dùng con Find X3 Pro trong vòng một năm, và khi dùng con X5 Pro thì cái sự nâng cấp
mà anh thích đó chính là về thiết kế mới. Cùng camera nó không đụng hàng, dung lượng pin thì nó nâng lên 5000 mAh thay vì thế hệ trước là 4500. Và camera thì chưa bao giờ dòng Fire làm anh phải thất vọng. Với Fire X3 Pro anh đã hài lòng về camera rồi thì X5 Pro còn làm tốt hơn thế nữa. Và X5 Pro cũng nâng cấp về cái công nghệ sạc nhanh lên 80W thay vì thế hệ năm ngoái là 65W, cũng là một nâng cấp khá là đáng giá. Và bản thân mình đã từng xài con Oppo Reno 5 và hiện tại thì trên tay mình đang được trải nghiệm con Oppo Fire X5 Pro và một sản phẩm mới của nhà Oppo. Và nghe nói thì nó có nhiều tính năng rất là nổi bật. Điển hình như là camera có thể chụp được trong điều kiện thứ sáng nhất. Thấy chiếc Oppo Find 5 Pro lần này thì Oppo đã mang đến khá nhiều cái tính năng cũng như là cái công nghệ mới trên chiếc máy này. Và cái điểm ấn tượng nhất trên chiếc Find 5 Pro đối với mình đó là cái thiết kế của nó, mặt lưng của nó. Thiết kế mặt lưng bằng gốm với một chất liệu khá là lạ trong thế giới smartphone. Tiếp đến về thông số thì cái camera này thì Oppo họ đã hợp tác với cả máy ảnh khá là danh tiếng đó là Hasselblad. Chiếc Oppo Find 5 Pro này thì nó có tới 2 camera 50MP, hứa hẹn sẽ cho chất lượng ảnh khá là tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Bây giờ Linh sẽ mở thử camera của Oppo Find 5 Pro lên để cùng test xem là cụm camera này đẹp như thế nào nha. Đây, và mặt lưng của em này là mặt lưng gốm, nhưng mà em này là mặt lưng bóng cho nên là nó sẽ khá là dễ bám vân tay. Tuy nhiên khi cầm mình thấy khá là chắc nhưng mà sẽ khá là dễ trượt nếu như mọi người để trên mặt bàn như thế này. Và như mọi người thấy đó, máy rất là trơn luôn, cho nên ai mà đang muốn sử dụng em này thì hãy nhớ cẩn thận chút xíu nha. Đây, cùng mình xem thử nha. Wow, thực sự là hình ảnh xử lý rất là đẹp luôn. Bên cạnh đó là khu vực sạc không dây để người tham dự có thể test trực tiếp tốc độ sạc. Trong khuôn khổ sự kiện, Oppo nhấn mạnh hãng hiểu rõ việc vô số khoảnh khắc đẹp vẫn không được ghi lại hoặc được lưu giữ với chất lượng thấp do tính năng quay video vào điều kiện thiếu sáng là một trong những giới hạn đối với các thế hệ smartphone hiện tại. Và đây là động lực cho Oppo tự nghiên cứu và phát triển NPU hình ảnh chuyên dụng Mary Silicon X để các chi tiết được hiển thị rõ nét hơn vào ban đêm. Bên cạnh đó, nhiều nâng cấp khác về pin và cấu hình cũng sẽ giúp cho tân binh Oppo Find X5 Pro tự tin sẽ đáp ứng được vượt hơn kỳ vọng của người dùng. Oppo Find X5 Pro sẽ được bán với mức giá 32.990.000 đồng. Đồng thời, Oppo cũng giới thiệu tai nghe không dây Oppo Enco X2 với thời lượng pin lên đến 40 tiếng và được bán với mức giá 3.990.000 đồng. Đối với dòng Find X5 Pro thì Oppo sẽ tập trung rất là nhiều về những công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ trên camera cũng như là hiệu năng của máy. Điển hình là ở trên Find X5 Pro chúng ta có một cái con chip, một cái NPU mới đó là Mari Silicon X mà chúng ta đã chia sẻ vào cuối năm ngoái trong sự kiện Node 2021. Thì đây sẽ là một cái NPU để hỗ trợ trong việc chụp ảnh để tạo ra chất lượng rất là tốt, đặc biệt là trong điều kiện ban đêm cho ra độ phân giải lên đến 4K. Về mặt định hướng của Oppo Việt Nam cho những dòng sản phẩm flagship thì Oppo cũng đã rất là nổi tiếng với dòng Find khi mà chúng tôi đã tập trung những tinh hoa công nghệ vào cái series sản phẩm này. Tuy nhiên để đa dạng hóa hơn nữa về những cái line sản phẩm thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa về đa những sản phẩm mới, điển hình như là dòng Find N mà chúng ta đã giới thiệu trong Indo Day 2021, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng lấy về tại thị trường Việt Nam với những series mới trong thời gian tiếp theo để người dùng có thể là trải nghiệm đa dạng hóa nhiều hơn nữa những cái thiết bị công nghệ flagship của Oppo tại thị trường này. Ok, và đó là những trải nghiệm nhanh của Cafetech với siêu phẩm mới của nhà Oppo Find X5 Pro. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với MC Nhi quý vị nhé. Và đến đây thì chương trình Cà Phê Tech xin phép được khép lại. Chương trình được phát sóng vào 7:55 sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 và được phát lại vào 7:10 sáng thứ ba trên kênh HTV7. Quý vị cũng đừng quên theo dõi chúng tôi qua fanpage và YouTube Cà Phê Tech để cùng nhau lan tỏa những điều đổi mới tốt đẹp cho công nghệ và hướng đến một cuộc sống tương lai. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.